Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay. Tại Bình Phước, hai thanh niên tử vong khi sửa bồn nước nghi do điện giật. Trở lại vụ việc tài xế tô tải không dừng đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch. Người này nêu lý do không dừng đường vì có việc gấp và xin được thông cảm thứ lỗi. Kính chào quý vị, Tài xế xe tải không chịu nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch, nói rằng xin được thông cảm và thứ lỗi. Nhưng liệu có thể thông cảm cho hành vi thất đức như vậy? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đưa ra bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó, còn có các thông tin nóng như câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Phú Khánh Ngự Bình. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Tin nóng Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng, 58 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tính Nghĩa, Nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân trạch để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cũng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trên, còn có bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn, 39 tuổi, nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị và Đỗ Tấn Điềm, 60 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp về chuẩn cùng ngày công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp thi hành lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ba người trên kết quả khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án hiện công an tỉnh đồng nai đang tập trung mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo đúng quan điểm xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riêng tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nghi điện giật nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong khi sửa bồn nước có máy bơm điện trong bồn. Nạn nhân là Nguyễn Dương Thông, 24 tuổi và Lê Viết Hộ, 23 tuổi, cùng ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, anh Thông và anh Hộ được một người dân ở thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riêng, thuê sửa bồn nước phía sau nhà thời điểm hai thanh niên sửa bồn nước, trong bồn đang có máy bơm điện. Khoảng 15 phút sau, không nghe thấy động tĩnh gì, chủ nhà ra kiểm tra thì phát hiện anh Thông và anh Hộ đã chết trong bồn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6602 d Tư nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi, tòa lạc ấp An Thành, xã An Dân, huyện Châu Thành, Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 14 tháng 10, Công an huyện Châu Thành phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Nguyễn, 32 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D và ba nhân viên gồm Trần Thị Ngọc Dung, 53 tuổi, Lê Minh Nhí, 27 tuổi và Trần Thanh Nhã, 49 tuổi, đang có hành vi nhận 900.000 đồng tiền hối lộ phí dịch vụ của tài xế xe ô tô đến kiểm định để đơn vị này bỏ qua lỗi của phương tiện nhằm được cấp giấy đăng kiểm. Qua làm việc bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu phí phụ thu, mà thực tế là tiền hối lộ của các tài xế có phương tiện mắc lỗi với giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng một phương tiện để bỏ qua lỗi và cấp giấy đăng kiểm đạt. Chỉ tính riêng trong ngày 14 tháng 10, nhóm này đã tiến hành đăng kiểm 44 phương tiện, thu tổng số tiền hối lộ từ các tài xế là 20,5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Tùng, 38 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Tùng là tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường nhưng không đóng cửa trước, chạy lấn làng và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Theo điều tra ban đầu, Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Duy Tùng không làm chủ bản thân nên đã điều khiển ô tô hiệu Mazda CX-5 bị kiểm soát 72A 42692 tông vào cây chắn cổng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC. Sau đó điều khiển xe chạy lòng vòng trong sân công ty này. Lúc này, Tùng bật loa to, gào thét trong xe, va chạm xe vào nhiều nơi khiến nhiều công nhân trong công ty khiếp sợ không dám can ngăn. Sau đó, Tùng tiếp tục điều khiển xe ô tô di chuyển ra nhiều tuyến đường ở thành phố Vũng Tàu trong tình trạng cửa vị trí tài xế không đóng, xe bị trầy móp nhiều chỗ. Tùng lái xe di chuyển với biểu hiện bất thường, không đi thẳng mà di chuyển lấn qua các làng khác, nhất là làng dành cho xe máy và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên đường. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng các lực lượng tiến hành truy bắt. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày thì khống chế được Tùng, tạm giữ phương tiện và đưa về trụ sở công an thành phố Vũng Tàu để làm việc. Được biết, trước đó Tùng là đối tượng nghiện ma túy và phải đi cai nghiện bắt buộc. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ trở lại bàn luận một câu chuyện khiến dư luận bức xúc những ngày vừa qua. Đó là vụ việc tài xế xe tải tạt đầu không nhường đường xe chở bệnh nhân nguy kịch. Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh được danh tính tài xế xe tải này và là biên bản xử phạt tài xế này. Thế nhưng điều đáng bàn ở đây chính là lời khai của tài xế xe tải mời quý vị cùng chúng tôi đi sâu vào câu chuyện này trong tiểu mục đóng trên mặt báo ngay sau đây. Ngày 18 tháng 10, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang lập biên bản xử lý đối với lái xe vũ thế vương sinh năm 1978 trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về hành vi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và không có giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, tài xế Phương thừa nhận hành vi vi phạm và gửi lời xin lỗi gia đình bệnh nhân. Tài xế Phương nói, chiều ngày 17 tháng 10, tôi điều khiển xe tải đi Vĩnh Phúc. Do có việc gấp nên tôi không nhận đường cho xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Tôi mong tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân thông cảm tứ lỗi cho tôi. Theo công an, nam tài xế xe tải sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng với lỗi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và 10 đến 12 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra chiếc ô tô tải cũng bị tạm giữ theo quy định. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe tải đánh võng không cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch vượt lên trên, khiến nhiều người bức xúc. Theo người chia sẻ clip, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu hút dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Do tính mạng của nữ bệnh nhân nguy kịch, tài xế xe cứu thương hú còi liên tục, nháy đèn xin vượt. Nhưng tài xế xe ô tô tải biển kiểm soát 22C08248 nhiều lần tạt đầu và không chịu nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng 3 km. Nhận được thông tin lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Đến 20 giờ ngày 17 tháng 10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C08248 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế Vương. Liên quan tình trạng sức khỏe bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho hay nữ bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức mổ kịp thời đã ổn định. Lãnh đạo bệnh viện phủ nhận thông tin nữ bệnh nhân tử vong như trên mạng xã hội chia sẻ. Vâng thưa quý vị, tài xế xe tải không chịu nhận đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch xin được thông cảm và thứ lỗi. Nhưng liệu có thể thông cảm cho hành vi thất đức như vậy? Nếu như không có cân giận dữ của cộng đồng mạng dẫn đến việc bị truy tìm tung tích và xử phạt, liệu tài xế xe tải có cảm thấy hối hận vì đã cố tình đánh võng trên đường không cho xe cấp cứu vượt lên? Vì thế, thật dễ hiểu khi nhiều người tỏ ý không chấp nhận lời trân tình xin lỗi của anh ta khi bình luận dưới thông tin đăng tải. Nhưng đường cũng không hề làm chậm công việc của mình. Sự báo biện thật trơ trẻn, cần phải xử nặng hơn. May mà bệnh viện cứu sống người ta kịp thời. Nếu không kịp thì có ngàn lời xin lỗi của ông cũng vô ích. Hành vi coi rẻ mạng sống người khác và coi thường luật giao thông của ông cần bị truy tố chứ phạt có mấy triệu đồng, chỉ như gãi ngứa mà thôi nên sửa luật hình sự để tăng nặng hình phạt đối với những kẻ vô nhân, vô cảm, bất chấp pháp luật, bất chấp tính mạng người khác. Nghĩ sao nếu trong xe đó là cha, mẹ, vợ con của chính mình? Đó là những bình luận của độc giả báo chí cùng quan điểm với rất nhiều khác trên mạng xã hội khi bàn về vụ việc này. Vâng thưa quý vị, những kẻ ca cược càng quấy đánh võng trên đường cố tình không cho xe khác vượt qua lâu nay xuất hiện rất nhiều. Nhưng tán tận lương tâm đến mức cản đường cả xe cấp cứu thì vượt quá khả năng chấp nhận của cộng đồng. Hành vi này chỉ có thể xuất phát từ kẻ máu lạnh coi sinh tử của người khác như trò đùa. Vâng, ạ, à, bất kỳ ai cũng biết người nằm trong xe cấp cứu là bệnh nhân đang cần được cứu chữa khẩn cấp. Họ có thể mất đi tính mạng hoặc tàn phế suốt đời nếu không đến được bệnh viện kịp thời. Hình ảnh trong clip cho thấy chiếc xe tải không chịu đi nhanh, cũng không chịu nép vào trong mà cứ lấn ra giữa đường một cách cố ý để xe cấp cứu không thể vượt lên đâu phải là kiểu cách của những người đang vội vì việc gấp. Mà liệu có việc gì gấp gáp bằng cứu người đang quy kịch? Cho dù có vội đến đâu, việc quan trọng cỡ nào, hành vi của tài xế này vẫn là không thể bào chữa, không thể dùng từ nào khác hơn là ác và thất đức. Cản trở cứu người cũng là hại người, sao có thể đòi hỏi sự thông cảm và tha thứ? Tài xế Vương sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng với lỗi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và 10 đến 12 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe nếu lời xin lỗi của anh ta chỉ để đối phó với cơn phẫn nộ của cộng đồng trong khi bản thân không thực sự sám hối thì việc bị phạt này cũng chỉ đơn giản là đánh vào nỗi sợ mất tiền để một cá nhân không trở thành nguy hiểm cho xã hội cái cần phải có chính là nỗi sợ phương hại đến người khác sợ gây nguy hiểm làm tổn thương đồng loại đó mới thực sự là sợi dây cương nếu giữ co cười khi có nguy cơ thực hiện những hành vi sai trái Hy vọng rằng với những người dư tài xế vương, không phải án phạt hành chính mà là sự lên án của dư luận, phản ứng của cộng đồng sẽ khiến anh ta thức tỉnh để tự mình hình thành sợi dây cương này. Còn về sự can thiệp của pháp luật, có lẽ vẫn cần những biện pháp có khả năng ngăn chặn cao hơn như tịch thu dài hạn hoặc không cấp giấy phép lái xe, thậm chí xem xét xử lý hình sự, bởi về bản chất, ngăn cản cứu người không khác mấy với tội giết người phải không ạ? À? Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại câu chuyện này của tiểu mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đông Tây Chuyển Động. Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa can thiệp cứu sống một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do vợ ổ giả túi phình kích động mạch vị tá tràng rất hiếm gặp và rất nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân 31 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau dịu thượng vị, mạch nhanh, huyết áp thấp, da niêm nhật. Lập tức bệnh nhân được xử trí cấp cứu, truyền máu. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân cảm thấy đau âm ỉ thượng vị, tiêu phân đen được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị rồi tức tốc chuyển lên tuyến trên ở Cần Thơ cấp cứu. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do vỡ phình động mạch vị tá tràng. Tình trạng rất nguy cấp cần phải được can thiệp nút động mạch, cầm máu các tạng khẩn cấp. Quá trình can thiệp trên máy số hóa xóa nền DSA, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị một ổ giả phình kích thước lớn khoảng 15 x 25 mm được cấp máu từ nhánh động mạch vị tá tràng. Các bác sĩ đã khẩn trương xác định vị trí ổ giả phình rồi thả 5 con thuyên tắc túi phình cho bệnh nhân. Mất khoảng 45 phút ca can thiệp thành công. Sau can thiệp, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, được chuyển khoa nội tiêu hóa huyết học theo dõi điều trị tiếp. Thưa quý vị, mới đây ông Vũ Ngọc Huân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Được biết trước đó phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp bên lề đường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trung cho hay, lực lượng chức năng đã đưa bé gái này về chăm sóc sức khỏe và đang làm quy trình, thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào 8 giờ ngày 17 tháng 10, một người đàn ông hành nghề chở thang đi qua khu vực cầu sông Tắc, rẽ xuống một đường đất thuộc khu vực xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang thì phát hiện bé gái sơ sinh trên. Bé gái được để trong thùng xốp, sau đó bé gái được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cháu nặng 2,7 kg, khá yếu phải điều trị. Đến ngày 18 tháng 10, kết quả xét nghiệm lại cho thấy cháu bé ổn định hơn, bé đã bú bình được. Được biết, khu vực đường đất nơi bé gái bị bỏ lại nằm sâu trong khu dự án đô thị, rất ít người qua lại. Vì người dân phát hiện sự việc kịp thời là một điều rất may mắn. Tiếp tục chương trình thì Phú Khánh sẽ đưa quý vị đến với Cần Thơ để nghe kể về chiếc nón lá khổng lồ được tạo thành từ 540 chiếc nón lá viết từ Pháp được trưng bày tại Bến Ninh Kiều thu hút đông đảo du khách đến thành phố Cần Thơ chiêm ngưỡng. Được biết, người lên ý tưởng và thực hiện công trình độc đáo ấy là bà Đào Thị Cẩm Sương, 50 tuổi, ở quận Ninh Kiều. Bà Sương là một nghệ nhân thư pháp có tiếng ở xứ Tây Đô. Chiếc nón lá khổng lồ được tạo thành từ 540 chiếc nón lá viết thư pháp. Bà Sương đã bỏ ra 89 ngày để viết thư pháp, kết nối, làm nên tác phẩm độc đáo. Đường kính phần lớn nhất của chiếc nón lá khổng lồ là hơn 8 mét, chiều dài từ chấp nón đến vành nón là khoảng 4 m chiều dài từ chấp nón đến mặt đất khoảng 6 m tổng cộng có 14 hàng nón được sắp đặt rất nghệ thuật bên cạnh địa danh cần thơ và những câu ca giao tục ngữ thơ ca viết về cần thơ bà sương chọn thể hiện tên các tỉnh thành phố của việt nam lên nón lá đặc biệt dòng chữ cần thơ được viết to nổi bật như để thể hiện tình yêu quê hương sâu đậm của tác giả được biết công trình sẽ được tổ chức kỷ lục việt nam xác lập kỷ lục với nội dung mô hình nón lá thư pháp lớn nhất việt nam với chiếc nón lá khổng lồ kết hợp chữ thư pháp, những câu ca dao tục ngữ hay được viết trên nón, bà Sương mong muốn lan tỏa tình yêu mà đất Cần Thơ đến với du khách gần xa. Thưa quý vị, những ngày qua, tranh thủ nước biển cạn, đông đảo người dân huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp đổ ra các bãi cạn ven vịnh Cam Ranh, cao bắt đủ loài ốc để kiếm thêm thu nhập. Không khí nhộn nhịp này đã tạo nên một bức tranh về biển rất thú vị. Vào những lúc nước biển cạn, bất kể sáng hay chiều, tại các vùng bãi cạn ven vịnh cam ranh nhiều nhất là tại vùng biển các phường cam phúc bắc cam phúc nam của thành phố cam ranh và xã cam thành nam của huyện cam lâm đông đảo người dân đổ ra các nơi đây để cào bắt ốc người thì dùng con dao để xới đất bắt ốc nằm sen lợn dưới lớp bùn người dùng cào để cào nhanh từng khoảnh đất bắt ốc trong đó có cả sò có người dùng tay không để chụp bắt những con ốc bò vương vải trên bãi cạn sau một buổi làm việc tuy không nặng nhọc nhưng vất vả mỗi người bình quân cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Người may mắn bắt được nhiều ốc hơn, kiếm thu nhập gấp 2-3 lần. Được biết, mùa bắt ốc tại Cam Ranh chỉ diễn ra vào các ngày nước biển cạn, khi các bãi cạn trồi lên mênh mông trên các vùng biển ven vịnh Cam Ranh, cũng là lúc đông đảo người dân các xã phường Cam Ranh đổ ra bắt ốc. Thông tin tiếp theo được ghi nhận tại Tiền Giang. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Phước, hiện nay nước từ các tỉnh thượng nguồn đang đổ về các phía hạ lưu, với dự báo mực nước năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021. Vì thế, bà bà con trồng khóm ở địa phương đang tích cực bơm nước chống ngập úng, bảo vệ 16.000 hectare khóm. Cùng với những cơn mưa lớn, cộng với triều cường làm mực nước trong kênh mương các ô đê bao của vùng Đồng Tháp Bười thuộc huyện Tân Phước dân cao. Chính vì thế, để bảo vệ cánh đồng khóm khỏi bị ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Phước đang tích cực vận hành hệ thống bơm tháo khẩn trương. Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có hơn 16.000 hecta cây khóm, với sản lượng khoảng 260.000 tấn một năm. Đây là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích cây này. Để bảo vệ cánh đồng khóm, đến nay toàn huyện đã xây dựng 134 OD bao với chiều dài 755 km bảo vệ diện tích hơn 18.627 ha khóm. Hiện tại, huyện Tân Phước đã bố trí 159 trạm bơm điện với 293 máy bơm, trong đó có 106 máy bơm đã vận hành bơm tháo nước. Nhờ công tác này mà đến nay, toàn bộ cánh đồng khóm được an toàn. Tính đến thời điểm này, đã có 106 máy bơm đã thực hiện đóng ký quỹ với ngành điện và vận hành bơm tháo, đảm bảo không để ngập úng cây khóm khi bị mưa nhiều, cũng như triều cường gây ra. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện gây chú ý xảy ra trên thế giới. Dành gần 40 năm và chi ra số tiền không nhỏ để sưu tầm ấm trà từ khắp nơi trên thế giới, một cặp vợ chồng ở hạt Kent nước Anh hiện đang sở hữu bộ sưu tập ấm trà lớn nhất nước. Ngôi nhà của họ thậm chí trở thành bảo tàng ấm trà và thu hút không ít khách tham quan. Vợ chồng ông Key Blazy bắt đầu sưu tập ấm trà từ năm 1983 sau khi được bà của họ tặng một bộ ấm trà truyền thống từ đó cặp vợ chồng đã bắt đầu sưu tập ấm trà chỉ đủ hình dạng kích cỡ khác nhau. họ thậm chí phải chuyển sang một căn nhà lớn hơn vì số lượng ấm trà ngày càng nhiều. vợ chồng ông Kiblayzi đang sở hữu 8.450 ấm trà và từng hai lần lập kỷ lục thế giới với bộ sưu tập. bà Sue Blazy cho biết họ không sưu tập những ấm trà quý hiếm nhất và hay là đắt đỏ nhất mà thay vào đó là những ấm trà có hình dạng lạ mắt. Hiện ngôi nhà của ông bà đã trở thành bảo tàng có tên là Đảo Ống Trà và thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm. Thái tử Charles, nay là vua Charles Đệ Tam, từng đến thăm bảo tàng vào năm 2014. Trong thời đại của điện thoại thông minh và máy vi tính, một người đàn ông ở miền Trung Ấn Độ đã sưu tầm 450 máy đánh chữ và đến nay ông vẫn sử dụng chúng để gõ chữ. Ông Rajesh Sama muốn quảng bá những máy đánh chữ trong thời đại dường như chúng bị lãng quên. Ông được truyền cảm hứng từ người cha của mình, một luật sư và thường xuyên sử dụng máy đánh chữ cho công việc. Ông Sama đã mở bảo tàng máy đánh chữ cách đây 10 năm, nhưng thời gian sưu tập là từ khi ông nhận ra máy đánh chữ đang dần bị biến mất. Ngoài Ấn Độ, máy đánh chữ của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Trung Quốc cũng nằm trong bộ sưu tập. Có những máy đánh chữ từ những năm 1890, nhưng có những loại máy đời mới hơn như năm 2020 trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Bắt đối tượng chuyên trộm các tài sản tại các khu vực nhà trọ ở Quảng Bình. Tiểu mục chuyện ngày mới, những anh thợ nghĩa hiệp xứ Quảng ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho sinh viên. Tiếp tục chương trình là một câu chuyện đáng quan tâm của ngành du lịch trong nước. Thưa quý vị, theo quy luật thì từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau, du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Thế nhưng với tốc độ tăng trưởng của các thị trường, khách du lịch chậm những tháng gần đây, chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 đang gặp nhiều khó khăn. Câu chuyện phản ánh trong tiểu mục Cà phê không đường ngay sau đây. Tiểu mục Cà phê không đường Hà Nội đã bước vào mùa thu, đông, được xem là mùa vàng đón khách quốc tế hiện tại du khách quốc tế đến Hà Nội đang đông dần. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách quốc tế tại một số điểm du lịch thu hút khách trước dịch như Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn còn rất khiêm tốn. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho hay: à, Lượng khách quốc tế hiện nay đến uh, Văn Miếu chưa bằng uh, cái lượng khách trước dịch Covid uh, và theo cái ước tính của chúng tôi thì hiện nay khoảng 10% lượng khách quốc tế đến Văn Miếu so với giai đoạn trước dịch là khoảng 50 đến 60%. Cho đến nay, khách quốc tế vào Việt Nam mới đạt khoảng 2 triệu lượt, còn hơn 2 tháng nữa để toàn ngành nỗ lực đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách. Trong trạng thái trầm lắng chung, xuất hiện một số dấu hiệu khả quan về các thị trường gần hoặc mới nổi. Đến thời điểm này, Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất vào Việt Nam do có nhiều đường bay thẳng được kết nối. Bên cạnh đó, lượng khách Ấn Độ đến nước ta trong quý 3 năm nay đã vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Ông Lê Hồng Thái Giám đốc Lữ hành Hà Nội Tourist chia sẻ. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng, đặc biệt là công suất sử dụng phòng ở các khách sạn à, trong hệ thống của tổng ty đã tăng lên à, bây giờ đang trung bình từ 65 đến 70% công suất phòng thì cái đó chính là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi thấy rằng bắt đầu du khách quan tâm và đến Việt Nam, đặc biệt là một số cái thị trường mới nổi như là Ấn Độ và một số nước Trung Đông. Bà Nhữ Thị Ngân, CEO Hà Nội Tourism thì cho biết Cuối năm 2022 thì bắt đầu một số thị trường quốc tế gần sẽ được mở cửa và bắt đầu du khách quốc tế vào Việt Nam và du khách Việt Nam đi quốc tế sẽ bắt đầu được khởi động lại nhưng mới cũng chỉ là ở mức độ là khởi động chứ chưa thể nào được coi thực sự là phục hồi đó là thị trường quốc tế. Thị thực vẫn đang là một trong những rào cản để thu hút khách quốc tế. Hiện tại có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được Việt Nam miễn thị thực cả đơn phương lẫn song phương. Dù vậy, ngoài các nước ASEAN, du khách đến từ hầu hết quốc gia khác chỉ có thể lưu trú trong vòng 15 ngày. Bà Đặng Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cũng cho biết. Đối với các nhóm cơ chế chính sách thì sẽ tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành, với chính phủ làm sao để có cái chính sách thứ nhất là để mạnh cái visa, cấp visa điện tử, cái thủ tục làm sao thuận lợi nhất cho du khách nước ngoài Cái thứ hai nữa là Tăng cái thời gian lưu trú cho khách Hiện nay với quy định là cái thời gian lưu trú 14 ngày Thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định cho khách Như vậy có thể nói là từ nay đến cuối năm Sẽ khó có sự đột phá về thu hút khách quốc tế Dự báo để tình hình du lịch khởi sắc Thì phải sang đầu năm 2023 trở đi Tiếp theo chương trình là Cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự Mời quý vị tiếp tục lắng nghe Tin nóng Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Đồng Hới Quảng Bình cho biết đã phá thành công chuyên án mang bí số 922T, xác lập ngày 24 tháng 9 năm 2022, triệu tập đấu tranh với Nguyễn Luân Bằng, sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Lý thành phố Đồng Hới về hành vi trộm cắp tài sản bước đầu làm rõ xác định hành vi của bằng đã lợi dụng sơ hở lúc nửa đêm vào rạng sáng để đột nhập thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ tại địa bàn phường Bắc Lý và Nam Lý trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến nay. Theo đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, đối tượng bằng đi bộ đến giải trọ số 5, ngõ 154 đường Trường Chinh, thuộc tổ dân phố 11, phường Bắc Lý. Thấy cửa phòng số 05 của anh Đinh Xuân Đê khép hờ, xung quanh không có người, nên bằng lẻn vào phòng lấy trộm hai điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt. Tài sản mà đối tượng bằng trộm gồm 9 điện thoại di động, một laptop, 12 cạc điện thoại di động và 18 triệu đồng. Tổng số giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 150 triệu đồng. Được biết, đối tượng Nguyễn Lương Bằng là đối tượng nghiện ma túy mới chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương từ tháng 1 năm 2022. Công an xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người dân trên đường. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 10, một phụ nữ lớn tuổi bị hai thanh niên giật dây chuyền tại khu vực đường suối Rao Phước Tân, đoạn gần vòng xoay đội 3 xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy hơn 100m thì xảy ra va chạm giao thông với người đi đường. Những người chứng kiến đã tri hô để mọi người xung quanh đến giúp đỡ vây bắt khống chế đối tượng. Dù cố bỏ chạy, nhưng cả hai đã bị bắt ngay sau đó. Công an xã Phước Tân đã đưa hai đối tượng về làm việc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, nhiều tài xế xe tải, xe khách tải trọng lớn khi tham gia giao thông hay có thái độ chèn ép các xe nhỏ hơn. Đây là hành vi nguy hiểm gây đe dọa đến sự an toàn của nhiều người, thế nhưng hàng ngày vẫn diễn ra. Theo nội dung tình huống do một camera hành trình ghi lại được, trên quốc lộ, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển. Đến đoạn qua cầu ở giữa chân hai con dốc nên các phương tiện chạy với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Thế nhưng một chiếc xe tải vẫn băng băng lao đến mà không có dấu hiệu thắng lại. Để tránh húc vào đuôi hai xe ô tô con phía trước, tài xế xe, xe tải đã đánh lái lớn sang làn đường đối diện. Phát hiện mối nguy hiểm từ xa, tài xế xe gắn camera hành trình đã chủ động dừng lại để nhường đường. Trong trường hợp này, tài xế gắn camera hành trình cố gắng bám theo đuôi xe tải chạy phía trước có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tiểu mục chuyện ngày mới thưa quý vị sau trận mưa lũ lịch sử chưa từng có càng quét qua Đà Nẵng nhiều khu vực tại quận Liên Chiểu sinh viên công nhân và người lao động nghèo rất khổ sở vì xe máy bị hư hỏng nặng đề trước tình cảnh khốn khổ sau lũ nhóm thợ sửa xe tại huyện Đông Sơn tỉnh Quảng Nam đã rủ nhau chè xe máy ra Đà Nẵng để giúp người dân sửa xe miễn phí. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến Đà Nẵng để hiểu rõ hơn về công việc của những anh thợ sửa xe nghỉ hiệp và cảm nhận tình người miền Trung luôn nồng ấm trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Kính thưa quý vị, không phải nhớt chạy xa khi tháo ốc ở lốc máy mà là trước. Một chiếc xe của sinh viên vừa đẩy bộ hơn 1 km đến cầu cú nhóm thợ sửa xe. Và ở đây, những người thợ với đôi bàn tay bám bùn đất đến từ huyện miền núi Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam họ đã vượt chặng đường xa đến Đà Nẵng làm chuyện hào hiệp. Khu vực cổng ký túc xá trường đại học sư phạm trên đường Tôn Đức Thắng những ngày qua tấp nập các phương tiện hư hỏng do ngập nước. Nhiều sinh viên công nhân phải đẩy bộ xe máy hàng km để chờ được sửa miễn phí. Của vì thế, bà sân trường mầm non trong khu viên ký túc xá ngủ ngang xe máy, bám đầy bùn đất. Cùng với 20 người thợ sửa xe xứ Quảng, anh Nguyễn Di Quýt, quê ở xã Quế Trung huyện nông Sơn, trưởng nhóm sửa xe miễn phí đã kêu gọi những thợ sửa xe vượt đường xa đến thành phố Đà Nẵng để giúp đỡ cư dân. Anh Nguyễn Di Quyết, huyện nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết để đem lấy đây thợ cứu hồ của anh em mình sẽ giúp đỡ hết mình. Nhóm thợ quê Quảng Nam sẽ quyết tâm bám trụ tại Đà Nẵng để sửa xe giúp bà con. Họ dự kiến sẽ di chuyển đến những nơi người dân cần vì theo nhóm thợ, đó là mệnh lệnh trái tim. Sau cơn mưa lũ lịch sử, nhiều đồ đạc ở phòng của sinh viên trường đại học sư phạm Đà Nẵng bị hư hỏng do nước dân cao nhấn chim tất cả. Nhìn những chiếc xe máy đầy bùn đất này, chắc nhiều người cũng tưởng tượng ra đêm mưa lũ 14 rạng sáng 15 tháng 10 kinh hoàng đến mức nào sinh viên Nguyễn Thị Hoài Phương tỉnh Hà Tĩnh cho hay. À, em xin gửi lời cảm ơn tới anh em đồng sớm đã giúp đỡ cho uh, những uh, sinh viên và những người dân ở đấy uh, sửa được uh, những chiếc xe bị uh, ngập nước ạ. Uh. Cũng trong ngày 16 tháng 10 đã có một số nhà hảo tâm có mặt tại ký túc xá trường Đại học sư phạm để hỗ trợ nhất cho sinh viên công nhân sửa xe chị Bùi Thị Cẩm Nhung, tổng giám đốc công ty cổ phần toàn cầu Group có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, chứng kiến người dân khổ sở vì xe hư hỏng do gặp nước, nên chị Nhung đã tặng hàng trăm chai nhớt để mọi người thay xe máy. Doanh nhân Bùi Thị Cẩm Nhung ở Thành phố Hồ Chí Minh nói. Xin à, lỗi bà con ở vùng gặp lũ, bà con. là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng mỗi mùa mưa bão, nhưng người dân luôn yêu thương, san sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn. Giữa những mất mát, thiệt hại vì mưa lũ, tình người miền Trung lại một lần nữa khiến người dân cả nước cảm động. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.